Khi tuyển futsal Việt Nam gặp khó khăn trước sức ép lớn từ phía đối thủ, Hồ Văn Ý là chốt chặn đáng tin cậy. Điều này thường xuyên xảy đến ở các giải quốc tế trong những năm trở lại đây. Anh chính là ngôi sao sáng giúp tuyển futsal Việt Nam lọt đến vòng 1/8 ở World Cup 2021 và chỉ chịu dừng bước trước ông lớn của futsal thế giới, đó là Nga. Mới đây nhất, ở trận thắng Saudi Arabia 3-1 thuộc bảng D vòng chung kết Futsal châu Á năm 2022, Hồ Văn Ý khiến cư dân mạng sục sôi. Khi tuyển Việt Nam bị đối thủ rút ngắn tỷ số 1-2 và bị sức ép lớn, Hồ Văn Ý có pha cứu thua xuất thần mà chính cựu đội trưởng Futsal Việt Nam Trần Bảo Quân thốt lên, độn thổ từ dưới đất lên. Một pha bóng thể hiện đẳng cấp, tài năng của thủ thành đã vươn tầm thế giới. Hồ Văn Ý sinh năm 1997 tại Quảng Nam. Anh thi đấu cho Đà Nẵng giai đoạn từ 2015 đến 2017. Sau đó, Hồ Văn Ý chuyển sang Thái Sơn Nam và trở thành trụ cột ở câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Năm 2018, anh lọt vào danh sách 10 đề cử thủ môn futsal hay nhất thế giới do Futsal Planet bầu chọn. Các giải thưởng cá nhân của Futsal Planet được ví như quả bóng vàng trong futsal. Đó là sự bảo chứng về tài năng đẳng cấp thế giới của thủ thành này. Đến tháng 9 năm 2021, trong lần đầu dự World Cup ở Lithuania, Hồ Văn Ý thi đấu xuất sắc, góp phần quan trọng giúp tuyển Việt Nam vào đến vòng 1/8. Liên đoàn bóng đá thế giới thậm chí viết bài ngợi khen, còn ban tổ chức trao cho anh giải cầu thủ hay nhất trận Việt Nam gặp Cộng hòa Séc. Với đẳng cấp đã được thể hiện, giới chuyên môn nhận định Hồ Văn Ý đủ trình độ để chơi bóng ở các giải hàng đầu thế giới, đặc biệt là giải vô địch quốc gia ở châu Âu. Tuy nhiên, anh chọn thi đấu trong nước. Thủ thành gốc Quảng Nam đã duy trì phong độ ổn định suốt hơn 4 năm qua và trở thành nỗi ám ảnh của các chân sút đối phương. Điều đặc biệt, Hồ Văn Ý trưởng thành từ phong trào bóng đá địa phương. Anh đam mê và lựa chọn vị trí thủ môn ngay từ trận bóng của những cậu bé ở quê nhà. Thủ thành gốc Quảng Nam trải qua những ngày tháng chui rèn khắc nghiệt, nhiều lần phải tự mình rèn luyện bằng cách đoán và đỡ bóng bật từ tường nhà ra với nhiều tư thế khác nhau. Những bài tập kiểu này lặp lại hàng ngày để tạo nên một Hồ Văn Ý toàn diện như bây giờ. Từ những ngày tháng lăn lộn đó, Hồ Văn Ý trở thành thủ môn xuất sắc bậc nhất thế giới. Anh đoạt quả bóng vàng Việt Nam 2021, quả bóng bạc năm 2018-2020 cùng với tuyển Việt Nam vào vòng 1/8 World Cup 2021 và giành nhiều danh hiệu cấp độ câu lạc bộ cùng Thái Sơn Nam. Hồ Văn Ý luôn là chốt chặn đáng tin cậy của tuyển futsal Việt Nam. Không ngạc nhiên khi đội bóng của huấn luyện viên Diego Zyos Toji thi đấu thăng hoa ở giải châu Á 2022 với sự xuất sắc của Hồ Văn Ý. Toàn đội có 2 chiến thắng trước Hàn Quốc và Saudi Arabia. Cơ hội và tứ kết đang rộng mở với futsal Việt Nam và tất cả chờ đợi vào đôi tay vàng của Hồ Văn Ý khi chạm trán Nhật Bản ở trận đấu có tính chất quan trọng cho tấm vé vào tứ kết.